Hello anh em nha, lại là Thái đây. Chúc cho anh em ngày mới tốt lành luôn. Thái vừa mới trả khách sạn ở khu vực Cần Thơ nha anh em. Bây giờ là Thái sẽ làm cuộc hành trình, Thái đi về hướng khu vực Trà Vinh anh em. Trà Vinh ha, Thái sẽ thăm một số anh em nuôi cá cảnh ở ngoài khu vực Trà Vinh, cũng như là những anh em đồng ngư nuôi cá và nuôi bét khác nha. Ok, theo chân Thái, Thái sẽ dùng cái con chiến mã cúp của Thái nha, vẫn là con chiến mã cúp của Thái. Thái sẽ phiêu bạc các tỉnh miền Tây tiếp tục. Theo dõi Thái nào, let's go, let's go. Ok. Sau khoảng gần 3 tiếng hơn di chuyển anh em, từ hướng Cần Thơ, Thái đi ngay chỗ về Trà Ôn, Vĩnh Long, Thái bọc một bọc, Thái chạy tới khu vực là đây là Trà Vinh rồi mọi người. Bữa giờ là quay beta, quay cá rồng cũng nhiều rồi. Thái sẽ qua khu vực Trà Vinh, Thái kiếm xem một gốc nuôi đam mê cá lóc của những anh em khu vực miền Tây Trà Vinh thì nuôi như thế nào và chơi ra làm sao. Thái sẽ quay cho tất cả các bạn xem luôn ha. Hiện tại là Thái tới con đường này là con đường Nguyễn Thị Minh Khai nha mọi người. Ở đây thì Thái cũng có một người quen đam mê cá lóc ở hướng Trà Vinh. Thái sẽ bắt đầu vào nhà của anh ấy và quay cho tất cả các bạn xem coi gốc nuôi cá lóc của anh ấy là như thế nào nhé. Theo dõi Thái nha mọi người. Đi quay cũng đuối lắm á. Nên mọi người ráng coi vui nhá, giải trí. Rồi ok nhá. Thái sẽ tới đây thấy alo cho anh ấy, thấy kiếm nhà của anh ấy coi coi như thế nào. Thái vừa mới alo cho anh ấy rồi mọi người. Thì anh ấy nói là đợi 5 phút đi, anh ấy sẽ ra. Anh ấy đón Thái vô khu vực nhà của anh ấy ha. Hiện tại là Thái đang đứng ở đây là cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu 8 phường 7 thành phố Trà Vinh nha. Cái gì chú? Khóm 8 bên này khóm 5. Khóm ha, nó đâu phải là khu ha. Ở dưới đây gọi là khóm. Con cũng không rành nữa. Khóm 8 phường 7. Dạ. Con chạy từ Sài Gòn mà. Con từ Sài Gòn xuống, thấy con đi cúp luôn ghê chưa? đây hả? Ok anh. Đi đi đi, em đi phiêu bạc rồi anh chạy trước đi, em chạy theo. Rồi anh đi luôn chú ơi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ ok 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 ok. Để cái này chắc không sao anh nhỉ? Không có đây. Xe mà ai mà dám lấy. Rồi tới nhà rồi nha mọi người. Trung Kiến. Trung Kiến 468. Hello anh nhá. Hello. Trời ơi. Phiêu bạc, em phiêu bạc tới đây luôn rồi. Đi từ Cần Thơ chạy phiêu bạc hôm qua giờ. Coi
chừng nào về Sài Gòn? Em chưa biết luôn, em đi dữ lắm. Nào đuối về thôi. Ủa anh tên gì ta? Trung. Anh Trung hả? Trung Kiến. Trung Kiến, Trung Kiến. Là Kiến là mình là thợ kiến hay là? Đúng rồi, đúng rồi. À thì ra là như vậy. Thường người ta kêu Trung Kiến không ạ? Dạ, kêu Trung Kiến. Bên nội thất. Dạ em Thái Salem, em hay làm quay video anh, chia sẻ cho mọi người để biết được biết là anh Trung Kiến có cái khu nuôi cá lóc rất là đẹp luôn. Thái tới đây Thái quay cho mọi người xem, chia sẻ. Đang làm cái gì anh? Cái video để nuôi mấy con cúc Thái á. À chuột Thái ha. Cúc Thái. Dạ. Rồi để Thái sẽ lại Thái quay những con cá lóc của anh Trung Kiến cho mọi người xem. Ở đây chủ yếu là anh Trung Kiến chơi dòng gì anh Trung Kiến? Mình chơi dòng nóng thôi mà, dãy dòng thôi mà. À dòng nóng thôi ha. Ồ để anh bật đèn lên cho mọi người. Đây có một cái hồ rất là to này. À cái này là băng calabun hả anh? Bun hả? Red Bull đúng không? Ủa xây rất là to cho anh em. Bên này là cũng vậy luôn hả anh? Hồ rất là đẹp nha anh em. Ở trên này ta thấy là anh Trung Kiến cho những cái rễ trầu bà nó phủ xuống này. Đằng sau thì có tranh. Dưới này thì lót thì sạn xứ thôi. Đơn giản thôi. Nhìn rất là chiều nha. Cái này mình đâu có cần mở máy lọc gì ha anh Trung Kiến? Có lọc. Có lọc nhưng mà thấy mình khỏi à trên này ha. Tại vì lọc mà mình hạn chế cho nó đừng nắm. À ha. Mình cũng mới chơi đây. Chơi lâu chưa anh Trung Kiến? Chơi lâu chưa? Gần 2 năm à. 2 năm là lâu rồi đó, tại vì cá lóc thì nó mới đây mà. Cũng lâu chứ. Lâu hả? Em nhớ cũng tầm cũng, chừng đang học hỏi em thôi. Thôi dạ vậy hả? Trời ơi chưa rành mà chơi ở nhà mà gốc nuôi như thế này là quá đỉnh luôn rồi anh Trung Kiến. Ồ để em làm xem con này đi. Đây Zalo hả anh Trung Kiến? Trời ơi đẹp lắm anh em. Anh nuôi á, anh Trung Kiến anh nuôi rất là chỉnh chu nha. Hồ cá anh chùi sạch thon luôn. Dạ con này nuôi là tinh tế. À con này nuôi từ bé. Con này là cũng Red Bull hả anh? Con đó là Badito. À Red Badito ha. Tổng cộng ở đây là mình có bao nhiêu con cá lóc rồi anh Trung? Nói chung là bỏ xuống hồ xi măng đó. Rồi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhiều quá luôn hả? Còn có 13 con. 13 con ha. Chết hết mấy con rồi đó. Ôi ôi nguyên cái khu đẹp lắm anh em, để thấy ra xâm nhập vào đây thấy xem. Ở sau dưới này còn 2 con nữa. Ồ. Còn 2 con dưới này nữa anh. Trời ơi nhiều lắm. Ở dưới đó còn 2 con. 2 năm rồi mọi người, 2 năm chơi cá lóc rồi. Mấy cái rễ của nó chậu bà nó rồng xuống nhìn đã quá anh, nhìn chiêu quá nhỉ. Không có đụng hết đó. Dạ. Ở đây mình che như vậy là nó hắt nắng vô nó cũng lên được đúng không anh? Dạ. Cấp thời mưa gió. Anh kia anh Trung nay nhiêu tuổi rồi? Nay em 48. 48 ha. Dạ. 48. Đang làm cái view nè. Đặt cái kia cho em xem thử. Chơi thử nhà làm luôn. À. Rồi anh tự cắt kiến rồi tự làm hết luôn. Đây làm bên nội thất. Làm bên nội thất. Bây giờ mình còn đi làm bên nội thất không? Còn. À rồi xong rồi thời gian rảnh rồi mình về nhà rồi mình chơi cái góc chiều của mình. Chứ tại phần bữa nay chủ nhật đi nhận thôi à. Dạ. Chứ không có làm mai thứ hai lúc đầu mới vô. Dạ. Hèn gì cái này nói là tự làm tủ này luôn nha. Đúng rồi. Trời ơi anh em đẹp chưa anh em. Ừ. Anh Trung á ảnh là dân nội thất á mọi người nên là ảnh làm những cái tủ hồ này hoặc là Trung Kiến thì anh nói anh cũng cắt kiến chắc dán kiến được luôn nên ảnh làm luôn. Hồ này chắc là không mua luôn. Hộ nhà là cắt hết. Ô là trời, khóa đỉnh luôn anh em. Hồi nãy giờ em thấy là rất là chiêu lúc mới vô nè. Em chưa quay cho mọi người xem. Anh Trung Kiến, anh anh nghiên cứu ở đây là một cái TV nè. Dạ. Ủa cái TV này màn hình màu hay sao?
ý là màn hình màu là nó có đèn không á? Đó đó. Ồ, màn hình màu anh em, không phải trắng đen nha mọi người. Trời ơi. Ồ, đẹp quá. Ủa, ở trong đây mình có kiến không anh? Có phải không? Dạ, em muốn gì cũng được, uống cà phê đi anh Trung. Anh Trung ơi, cái này là ở trong đây là mình có kiến luôn phải không anh Trung? Vậy ha, đằng sau có luôn. À, là mình biết hết là ở ngoài là chỉ có tivi thôi. Cái mặt tivi thôi ha. Lấy cái mặt tivi của nó. Dạ, Panasonic luôn anh em. Trời ơi, đã quá. Rồi đèn mình để đâu ta? À, trong cái kẹt này ở trên này ha. Ở trên đây mình bỏ một cái tấm lưới, rồi mình làm thêm cái cửa nó dở ra dở vô luôn vậy. Ôi, sáng tạo quá mọi người. Ồ, vậy ha. Rồi vẫn có máy lọc luôn. Rồi cái hộp lọc ở đâu? Đó đó, nó chung cái đó à. À, hợp lọc chung cái này luôn hả? Ủa, nó chưa gì, nó thấy em học tài vô cái nó đã tính bài lên. Chơi luôn cả tivi màu luôn anh em, có đèn luôn, đèn hồng hồng nữa. Rồi cái này là cái gì anh Trung? Cái bò mà nó nhảy ra chết rồi. Rồi bữa hổm nhỏ cháu mới bỏ cái con cá ấy vô. Dạ. Trong này còn con nữa mà đang... Trong cái hồ Nam Bộ vẫn có luôn. Có lợi thiết ấy, cái này che lại ha anh Trung. Rồi cái này cho ăn làm sao? Nhét ở đây hả? Đây là... Ôi, nuôi là một bầy vậy luôn á hả? Một bầy cá gì anh? Chân trâu xanh. Chân trâu xanh bầy là mình nuôi đẻ hay là mình mà lấy về cháu nó cho á? Dạ, mười mấy con á. Ôi, ôi một bầy hồi đó cho nó cũng bằng nó chiếc đũa. Dạ, trời, nuôi nó lớn lên rồi đó. Dạ, còn dưới đây cái ống cống này có không? Có hai con rồi, nó trốn rồi. Trời ơi, anh thiết kế cái ống cống cũng đẹp nữa mọi người. Ở trong đây anh dán cái gì luôn nè? Cái này là cái gì nè anh? Bút để chống tắm đó. Dạ, trong đây thì có cá gì anh? Có hai con cá lóc dưới á. Lóc gì á anh? Con to không? Em không thấy đâu, nó trốn rồi. Trốn. Ồ, anh. Cái view nào là anh? À, bên đây có chim nè, từ từ đi em quay từ từ. Nhìn anh đã quá, anh chơi đúng đã luôn á. Quay cho mọi người coi là mê luôn á anh Trung. Bên kia đang dính cái cào kề để em quay qua đây trước cho mọi người xem cái đang này em. Đang nghiên cứu này đang làm. Là cái này là nuôi con gì mà có nhà này? Hả? Cái này nuôi con gì mà có nhà này? À, nó kêu bằng cái con cái cuộc Thái á. Hằng Cúc hả? Hằng Cúc Thái. Là gà cụ tin á. Là tính nuôi trong gà cụ tin trong hồ kín luôn. Nó nóng luôn anh? Nó cần nóng mà. Ủa vậy hả? Tại hồ mình mới mở cái đèn vàng lên cho nó sưởi á. À. Nó cần nóng mà. Rồi nó nằm ở đâu em có thấy đâu ta? Chưa ha. Chưa rồi cho nên dạ. Chưa bỏ nó vô được đâu. Dạ. Trời ơi, đúng rồi anh em. Phải xuống dễ dài nữa nó có rồi. Dạ. Thôi em vô tình em đi sẵn em quay cho mọi người xem coi anh em khu vực miền Tây chơi cá lóc chơi cỡ nào. Con cá lóc đồng. Cá lóc đồng của mình đó hả? Cá lóc đồng mình. Trời ơi. Quá trời luôn anh em, quá đỉnh luôn. Dạ. Nó không có nhát mà nó hộp tay vô là nó cắn là nó đỉnh rồi đó. Dạ, anh em thấy không, anh làm cửa kính cửa nhôm luôn này nên bao nhiêu kính này có kính là ra có cá mới là về tự cắt tự chơi hồ luôn. Ta thấy mấy cái khu vực ở trên cái chậu cây mà cũng cắt làm cái trồng bằng cái hồ kính luôn nè mọi người đây. Sao mấy cái hộp này mình không cắt luôn cái hộp lọc vàng trên đi anh? Mình để kiểu này nhờ. Có, lúc trước có lạp có hai tầng dưới à. Dạ. Mà sau này thấy nó giống như nó đóng gông quá rồi. Dạ. Không có xài nữa. Dạ. Bỏ ra, mới xài riêng của nó luôn. Dạ. À. 2 năm rồi đây, trước khi chơi cá lóc là mình chơi cá gì anh Trung? Mới 2 năm trước mà chuyển sang cá lóc là đó mình chơi la hán với la hán cá coi.
Cá coi hả? Là cá coi là nuôi đâu, nuôi trong mấy cái đó nha. Hầu kiến. Hầu kiến. Mà thấy nó dơ quá. Dơ quá, cực quá ha. Mình cho hết. Dạ. À, cho hết rồi sau lá hán cũng cho luôn. Dạ. Ba con lá hán, bốn con lá hán cho luôn. Vậy hả? À. Rồi cái chuyển qua cái này. Chuyển qua cá lóc mình chơi. Rồi cái con cá lóc mà đầu tiên anh chơi còn đây không? Đây nó nè. Ồ, em phải hỏi con cá lóc đầu tiên chứ. Con này với con này. Con trong cái này, này ha. Đúng rồi là con rồi. Này. Con này ở đó là mua con này. Mua 12 sen. 12 sen. À, 12 sen là bằng một ngón tay mình nè. Rồi chơi 2 năm nó được như đây ha. Đúng rồi. À, đúng là anh cũng ép xây dữ lắm luôn ấy. Con này á thì dạ. Con này thì con đầu tiên nè, mà đó mua con này á là nó về đó được là 17 18 sen rồi. Dạ, là mà 2 năm trước rồi chắc mắc lắm nhờ. Chắc mua chắc tiền không nhờ. Mua 1 triệu 9 luôn nha anh em. Rất là mắc nha. Còn cái con này đó là mua 700k. 700k nè, 2 năm trước ha. 700k. Bao nhiêu con này bây giờ ai trả nhiều con bán á? Dạ đúng rồi, con đầu tay của mình mà. Con này giờ trả nhiều con bán. À nãy anh nói có cái lưu á, anh trong cái lưu ha. Anh đi vòng qua vòng qua đường bên kia. Thái sẽ quay cái lưu. À để em luồn vô được không? Thôi được rồi anh, em cho mọi người xem. À có cá không anh? Không, không, không còn cá ha. Cái lưu là anh làm cái mặt kiến ở đây hả? Đúng rồi, đúng rồi. Để em chỉ camera là em quay cho mọi người. À rồi cái mình thả cá lóc vô trong đây, cái mình có cái mặt kiến để mình nhìn luôn. Tại vì cái này mới vô nước đang tính chuẩn bị form con kia. Dạ. À. Cái lưu này phải dày lắm mình mới cắt được phải không anh? Cái mặt trên là nó dày thôi mà thực sự là ở giữa dạ. Nó còn có 5-6 ly à. Ồ vậy mà anh cắt hay nha, nó không bể nha. Không, cắt bằng cái lưỡi đó, lưỡi cắt. Dạ. Mình lấy cái lưỡi cắt đi. Lấy dạ. Bằng cái lưỡi cắt mà mình đút vô cái cây phan mình. Ồ, cắt mới được. Ồ vậy ha. Ồ anh em thấy chưa? Gốc nuôi rất là đã luôn á. Ủa mà anh Trung, à, anh thường anh cho cá ăn giờ nào vậy? Mình thì nói chung là ăn một bữa ăn bữa nghỉ. Bữa ăn bữa nghỉ hả? À. Nay nghỉ chưa? Nay cho ăn chưa? Bữa nay là không có cho ăn. Ủa vậy hôm hả? Tưởng đâu mà có cho ăn, kêu anh lấy mấy con sâu anh cho ăn, em quay cho người xem cho nó đã. Đó nè, được. Được phải không? Ok. Với mình cho ăn cái loại cám kìa. Cám kim 33. À cám luôn ha. Đây là sâu ha anh ha. Sâu to, sâu gồng nha anh em. Con này là xây bự nhất đây đúng không? Bự nhất. Anh chết anh con rồi đó. Vậy hả? Chết anh con bao nhiêu tô. Chết là lý do sao chết? Nó bị nuốt viên sỏi. À nó ăn xong nó nuốt luôn viên sỏi luôn ngạn. Để thấy ngồi xuống thấy quay nha anh em. Trên này nó hơi chói nha. Trời ơi anh em xem nè. Khó ăn ghê chưa? Hỏi. Đã anh em nha. Wow. Để thấy chỉnh lại cái khum này cái cho nó bằng cái máy nha anh em. Ok. Đặt cho con khác nha. Điểm danh. Đây là con ba, con bun. Bun ha. Bun. Con cá là bun. Mình chơi cá lóc này mấy anh em ở dưới đây mà không có biết về cá lóc kiển tưởng có nghĩ mình chơi cá lóc đồng hả anh? Đúng rồi. Có ai vô đây mà anh em bạn bè vô nói sao ông chơi cá lóc và bàn cá lóc đồng cá lóc thịt để tôi nướng không? Cá đi chạy ngang thấy cái ta ngừng lại ta coi. Dạ. Ta hỏi gì nó hỏi ủa nuôi cá lóc bông hả? Dạ. Ồ oh, quá, wow. Con này ăn mạnh quá, đem về dưới cho nuôi cá lóc bông hả? Các anh trả lời như sao? Để anh nói đâu có cá anh vô. À, cá nhập ha. Wow. Cảm giác phơi chưa nè. Qua tới bé này nè. Này là rét barito không anh? Dữ lắm. Bắt lên, dữ lắm. Em bỏ cho luôn nè. Ồ oh. Thú vui của anh Trung nha mọi người. Ôi trời, thằng này còn xuống. Trời ơi trời, xuống giá. Nói chung đi một ngày lao động ở ngoài không à. Dạ. Tối về chỉ có nhiêu thôi á.
À có nghĩa là cái thú vui là tối về cho cá ăn chơi với nó thôi, giảm rét đó anh Trung nhỉ. Đây là con đầu tiên của anh Trung anh chơi nè. Yellow sen. Yellow sen. Ồ. Đó, đã chưa mọi người. Yellow sen. Mua nuôi từ 12 xăng 2 năm nay được nhiêu đây á anh em. Đây là cái gì ta? Ba cái tô luôn. Ba cái tô hả? Người ta tặng. Dạ. Nên hồi đó người ta nuôi người ta cho ăn quá nó cũng hơi bị ú. À dạ. Mà về mình gắng cố gắng mình ép nó lại để cho nó bớt cái bụng. Dạ. Mà chưa có bớt nổi nữa. Đó, nó về là nó mập dữ lắm, mập nó sẽ xuống luôn. Dạ, nuôi giống em á, em cái con cá lóc nào nhà em nó cũng mập ú ú. Cái đó nó nuôi bắt về đó là người ta cho hai con. Dạ. Cái này là con này cái mang to nhỉ. Cái tai bơi to. Trong mua bán ngoài chợ á. Dạ. Ổng cũng ham, ổng nuôi chơi mà cuối cùng là ổng không có thời gian, ổng ấy nữa. Dạ. Mê mấy cái rễ chậu bà của anh Trung ghê mọi người nha. Nó hồng xuống nhìn cái kiểu nó rất là đẹp luôn á. Wow. Dạ. Yeah, tối nay bây giờ cho ăn là tối nay không cho ăn không chiêu được rồi. Tới đây nha. Đây con dưới này, con này nó hơi đen hả anh Trung? Mới bắt nó lên á, nó bên kia á. À mới đổi hồ đó ha. Đổi hồ. Hồi đó giờ 2 năm rồi giờ chơi cá lóc là anh thấy là cái trường hợp nào mà cá lóc nó dẫn đến nó dễ chết nhất anh Trung? Dẫn đến dễ chết hả? Dạ. À, nói chung là mình cũng nghiên cứu. Nghiên cứu thì, thấy như sao? Theo em là em thấy là không đậy dễ nhảy ra chết nhất á. Đúng rồi, với cái nữa cái nguồn nước. Cái nguồn nước là mình không có để cái nguồn nước mà nó dơ quá đâu. Dạ, tại vì lúc nào mình cũng dự trữ nước là mình thay đổi hoài. Thường thường là anh thấy 2 năm nay là cá lóc anh nó bệnh là thường bệnh gì? Nó bệnh là chỉ nấm thôi à. Nấm hả? À, nấm sao ta? Nấm thối phải không? Nấm thối ăn. Nấm trắng á. Nấm trắng hả? Mà trị được không? Được. Mình mà nói chung là mình ở đây mình ít bị lắm. Ờ vậy ha. Chỉ là hồi đó giờ nuôi chỉ bị 2 con thôi. À. Mà bị 2 con là chị cứu được không? Con. Được. Ok vậy ha. Mà chẳng hạn như cái con này hồi đó bị nấm nè. Dạ. Nè. Con này bị nấm là giờ nó còn khỏe không? Không bị, không còn. À, con này bị nấm ha. Trời quá trời cá luôn anh em, đã ghê luôn á mọi người. Mà anh tận dụng cái con dưới kia bị nữa mà nó cũng thấp luôn. Dạ. Tại nay là em biết anh là cũng chế những cái đồ này rất là thú vị nè. Mà em là tại nay em vô tình em đi thôi. Nếu mà em mà sắp xếp mà đúng em đi mốt em xách mấy cái cách xét laptop gì đó mà không xài hư xuống đây cho anh chế. Anh chế thành hồ hết luôn anh Trung. Chơi cho giữ anh. Mốt vô mình thấy toàn là tivi, đồ máy, cách xét. Thì nào có thời gian là mình thiết kế. Cái này là ít. Dạ dạ. Không có thời gian tại vì vô lúc vô Tết này nó cũng ba cái nội thất của mình á. Dạ. Ở đó là mình làm ngoài xưởng đó hay sao? Không, nói chung là mình thi công ở ngoài. À mình dẫn công trình á. Dẫn công trình gì. Ồ, thì là dẫn công trình. Có một số đồ là mình phải thi công ở nhà. Dạ. Hoàn chỉnh rồi bắt đầu mình đi lắp. Ồ, đi lắp cho người ta ha. Đi lắp. Nói chung ở ngoài cũng bao nhiêu là mình đuối lắm anh em, mệt lắm anh em. À, mà về đây hên là có cái thú vui là chơi cá này để giảm rét. Tại sao? Tại vì mình không có nhậu nữa. Không biết nhậu luôn ha. Uống cà phê cơ mà. Dạ. Thú vui có nhiều đó. Thú vui có nhiều đây là quá đỉnh rồi anh ơi. Đó, anh em xem ha, đẹp chưa? Một góc như thế này thôi mà rất là tuyệt vời anh em. Thiết kế hồ anh em xem mà anh em có nghiên cứu được gì từ của anh Trung ấy, thì anh em nghiên cứu ha. Từ những cái hộp lọc này, đó từ cái lót nền này, đơn giản thôi ha. Ở đây là chỉ có ba cái sạn sứ hoặc là vài cục sỏi thì mình cho cái phần chậu bà từ hộp lọc á nó thòng xuống đây để cho nó mọc cái rễ ra đó mọi người. Để nhìn cái hồ rất là đẹp, nó chiêu nữa. Mà nó cũng có chức năng là lọc nước dữ lắm phải không anh ba cái rễ này nè. Em nói mấy anh em mà nuôi lóc nói là cho cái rễ chậu bà nó thòng xuống như nó lọc nước dữ lắm phải không thật? Đúng rồi, nó nuôi vi sinh đó. Nó nuôi vi sinh ha. Nuôi vi sinh đó. Dạ. Bây giờ mà mấy cái hồ cá lóc của anh như thế này đi, mà anh bao lâu anh mới thay nước một lần? Anh không chia sẻ cho mọi người được không? Anh không có thay mà. Không chỉ... thay sao trong vậy?
nói chung là nếu mà lọc mà nó ổn rồi, là vi sinh nó sống rồi là lúc nào nó cũng trong rồi. Có vậy cái hả? Là lâu lâu là mình thấy nó quặn cặn lên á, hoặc yeah. là cái nước nó có biểu hiện gì á, yeah. là mình chỉ hút ra 10% hoặc 20%. Dạ. À. Rồi mình châm vô ha. Châm vô thêm lại 10%. Rồi nó có hay đóng rêu đồ mình có chùi không? Có không? Có. Mà nói chung là ở cũng ít lắm. Tại dạ. Ít lắm. Tại cái này mình cái mặt này mình chùi thường 2-3 ngày là bắt đầu mình lấy cái dạ. đẩy rồi là nó là nó chơi. Hết rồi, nó hết ha. Đã quá anh em ơi, đúng ha. À, anh em khu vực miền Tây ha, Trà Vinh nha. Trời đúng chất luôn nha mọi người. Đó anh em thấy không? Tại ảnh dân miền Tây mà ảnh nói anh không biết nhậu á, chứ mà ảnh mà chịu nhậu rồi chắc cũng không có thời gian chơi luôn ha. À, anh Trung nha. Đấy. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Thôi cá thì thấy quay đơn giản thế đây, mình qua bên khu vực chim á để quay cho người xem coi anh Trung anh nuôi chim gì. Đó anh. Dạ. Đây có tiếng nhạc là nó hơi ồn, cái gì thấy nói chuyện không nghe mọi người thông cảm nha mọi người. Đây ha, mình nuôi yến phụng hả anh? Yến phụng với chì dôi. Đâu? Em đâu thấy đâu. Đây nè. Nó nhiều lắm. Vô xem khám phá chuồng chim của anh Trung nha mọi người. À đây hả? Phụng, chì dôi, két. À chì dôi. Rồi két đâu anh? Con này nó biết nói chuyện rồi. À két ngực hồng đúng không? Biết nói chuyện. Rồi anh nuôi như vậy có con nào đẻ không? Chưa có đẻ. Chưa đẻ ha. Mùa nó mới đẻ. Yến phụng này sắp sửa nó đẻ. Dạ dạ. Yến phụng. Chìa voi là có một con rồi ha anh. Mấy con trong lòng. Sao không thả vô đây cho con cặp cho nó đẻ luôn. À không có chơi con máy hả? Trời. Dạ nó trốn trong cái cây nè anh ha. Thôi kệ nó anh. Quay cho mọi người xem cái thú đam mê vui vui của anh như vậy là được rồi. Đập gà phá nó đang ngủ trưa. Có mấy con cưỡng. Cưỡng đó hả? À, có cưỡng. Nó nằm trên kia. Trời ơi cái AB này tự làm luôn đúng không? Đúng rồi. Có cái AB nhỏ như vậy mà chơi đủ đồng chim trong này luôn trời. Đó, tự làm có mấy con cưỡng. Dạ. Ờ. Này. Nó nằm trên đó kìa. À, em thấy em thấy lắm. Dạ nhiều lắm tới mấy chục con hả? Đây thì có chơi thêm mấy cái lũa bông sai được ha. Cái hồ này là làm hay mua? Cái này là làm luôn hồi xưa giờ. Hồi xưa giờ có cá không anh? Không này thả bảy màu đó, thả bảy màu. Dạ tuyệt vời quá. Cái khu vực này là mình đây là đâu ta? Cái đâu Trà Vinh anh? Em cũng không chạy em lum hết em. Ở phường 7. Thường 7. Thường là kêu Nguyễn Thị Minh Khai. À, Nguyễn Thị Minh Khai. Thì nó giáp ranh với của bên Nguyễn Đáng. Nguyễn Đáng. À, anh chạy ra đây là tới Nguyễn Đáng. Dạ. Thì nói chung là em chạy theo Google không á, em đi chơi vậy á, mà khuya em qua 12 giờ mà em dám chạy chiếc cúp em xuống em kiểu em chơi vui mà. À. Tới Cần Thơ mà em tới 12 giờ đêm vẫn chơi được. Rồi xong rồi quần quần sáng giờ từ đó em chạy qua đây em chơi á, kiểu đi chơi á, cuối tuần. Em mà chân đi mà thích đi. Đi đi đây đi đây chia cho biết. Dạ. Rồi thấy ví dụ như tới đâu thì có nào hay quay chia sẻ về cá cho mọi người. Thì kinh nghiệm về làm hồ rồi nuôi cá như thế nào để cho anh em xem có những cái kiến thức cơ bản nhiều khi đâm. Nói chung mình đam mê mình chơi thôi chứ mà thực sự là mình cũng không bằng ai đâu. Dạ. Nhưng mà không mình quay lên rồi mình nói những cái điều đơn giản có những anh em lại không biết chơi luôn, nhiều khi là chơi mà nó chết lại ổn anh. Dạ, mình nắm được đơn giản mình chơi nó vẫn ok. Chơi còn hơn mình nữa đó. Vậy hả? À, tại vì nói chung đồ này là toàn là đồ giặt cái đồ ấy mình. Tại vì mình làm là còn dư thừa lại mình mới đắp giá, bởi vì nó không vô ba game đâu rồi. Em thấy nó không vô ba game nhưng mà hồ nào cũng đẹp anh. Nó có vô ba game nào hết trơn. Trời. Mỗi cái hồ đều nó không có. Đây đây. Ủa vậy là ở đây nè, nếu mà anh em nào mà mua hồ kiến rồi muốn làm hồ kiến rồi qua đây nhờ anh Trung Vắng làm vẫn thi công mà đúng không? Đúng rồi. Trời vậy là ok nha mọi người. Ở đây nếu mà anh em mà gần khu vực Trà Vinh này mà ngay chỗ Nguyễn Thị Minh Khai phường 7 á, mà có muốn chơi cá lóc hay là muốn chia sẻ nuôi cá lóc làm một cái gốc nuôi nhỏ nhỏ giống anh Trung như thế này nè thì qua đây gặp anh Trung. Đó, hình như đây có số điện thoại của ảnh luôn này, sao á anh em? Để thay lấy nét cho mọi người nè.
Đó, ở đây có hai số điện thoại nè, anh em nào quan tâm gần khu vực này qua giao lưu với anh Trung Kiến nha mọi người. Tuyệt vời quá. Để Thái xem coi còn cái gì Thái chưa quay không, Thái phá hết luôn anh em. Bên kia à, bên kia có tiếng nhạc cao kê, em sợ đụng bản quyền YouTube á, không cho á. Trời ơi, chơi với chim mà nè, thú vui. Cái đó là ai? Nó còn mấy con anh Trung mấy đứa con rồi? Ba đứa hả? Ba thằng trai. Ủa ba trai hết ha? Trai lớn bao nhiêu rồi? Đây nè. À là con anh ấy hả? Nay nhiêu tuổi nhờ? 31 ha. Mai có 4 mấy tuổi rồi mà con 31 tuổi rồi. Vậy là lúc trước là lấy vợ sớm đó nghe. Đúng rồi, lấy vợ sớm. Là khoảng nhiêu ta? 19 là có 19 vợ. Là có vợ. Em nay 34-35 tuổi rồi, em chưa lấy vợ đây nè. Nhưng mà hai thằng theo nghề mình. Là nghề làm kiến, nhôm nồi thấp. Rồi còn đang học đại học năm cuối. Ngành gì anh? Quản trị kinh doanh. Ồ vậy ha. Rồi có đứa con dâu nào chưa? Chưa hết không? Lớn vẫn chưa? Không, có thằng rồi. À có giữa. Thứ hai có rồi. Ok. Trời, tuyệt vời nha mọi người. Đó giả nhà thì nằm tới miếng này nè. À là nhà mình không luôn ha. Cái này là cái kho. Dạ, là phân ra cho ba đứa. Không, thằng Út thì nó đang ở bên đây, còn ở bên dạ. đây. Dạ. Hai cái căn bên kia là thằng lớn với thằng thứ ba. Dạ. Thứ ba. Dạ. Trên kia có con cá giả nữa kìa, để anh Nhữ kìa, em nãy giờ thấy mới thấy nha. Đó. Cá mô hình đó. Mô hình ha. Nói chung là hôm nay là em quay một cái video đơn giản này thế này thôi. Cảm ơn anh Trung đi. Bắt tay anh khác đi. Cảm ơn anh Trung đã ra rước em, đón em vô cho em phá, em quay cái cá của mình để chia sẻ cho mọi người á. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Thái cũng hy vọng là cái đam mê của anh còn nè, anh phát triển hơn về những cái giống như Thái nói anh em, mốt chơi cả cassette rồi laptop, cái gì mà người ta bỏ mình thấy đẹp là mình lấy về mình chơi cho nó lạ anh Trung nha. Dạ. Rồi. Cho dạ. Ở đây anh cũng cảm ơn em nhiều. Là dạ. Cũng dính thời gian mà xuống dạ. tới anh. Dạ. Chia sẻ. Dạ. Đây, nói chung là em cũng chúc sức khỏe cho anh với lại gia đình nha. Thái cũng cảm ơn tất cả các bạn đã dành đến phút thời gian theo dõi video của Thái cùng với lại anh Trung Kiến nha mọi người. Thái cũng chúc sức khỏe cho tất cả các bạn luôn. Thái cùng với anh Trung Kiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ok, anh Trung nha.